Good afternoon, everyone. Welcome back to our class. Today, I'll be talking about nouns and pronouns. So now let's move to our lesson. At the end of the lesson, you'll be able to use subject-verb agreement, use nouns and pronouns effectively. Number one, choose the correct completions. One, the science classes at this A. Schools are B. School is C. School are D. Schools is difficult. Bà chân dân chưa rơ vô chùm lại mùi nào đấy. Bà chùm lại để trong trớ cứ dân chưa rơ vô. C. Bạn hãy đối với bạn chỉ dừng cho rớt dục xì. Đời xa tế, nhưng mơ ấy. The science classes, thân nạc vị trí xa. Chỉ tròn, bà. At this, the school bà nơi xa lá này. Mình nghĩ xa lá nó nguyên tầm mùi ấy, cơ nhé. Bờ xa lá mình chẳng kì đặt ác lên đi hay. Hay A này cứ xâm đau từ lời kế. Bà A xâm đau từ lời science classes. Subject phía, science classes. Thân nạc vị trí xa chỉ tròn. Thân nạc vị trí xa chỉ tròn nơi xa lá này cứ bà bà. Bà. Chẳng ôn ôn chờ rơ chồng lại đã tê tiết cứ ở trang tê. Vậy sao ấy ở tiết hoa thay dân mơ A. School là miền A. Ở thờ gây bên. Đời xa ấy. Vậy sao xa lá miền tầm mùi. Dân vô B. Ở trang tê. School trở hay Y. Đời xa ấy. Y ở trang tê. Đời xa sắp chích nhẹ. Sao em classic như chú tràn. Và hỏi đi. Có ở trang đà. Và chẳng dân chô đó. Number two, one of the A, student is B, students are C, student are D, students A, from Italy. Ba, chẳng ta ôn chưa rơ dục chùm lại mùi nà đá. Ba, chùm lại để trông trái cứ, ba, cứ đi, hát rồi vầy, ba. Dương từ mơ cao vị thiện từng ọc nè. One of the student. Chân student thấu miền ai hát vầy đi xa tái dân dưới bí xa mùi khu nông chùm nóm xa chạy tràn. Bà chân bật thiết kê tầm nè. Chân singular third person. Chân dương trâu cá kê giả sắp cứ is nè. Và chân miền ai tha xa mùi khu nông chùm nóm xa chạy tràn mùa bì Italy. Chân xa chạy tràn tiết bạc. Anh mô bị bật tếp xế, anh mô bị ông lê, bị bà răng, bị Ả Lâm Mông, bị Ảm Rích, bị Âu Sơ Lý, bị Canada, ấy chẳng tệ. Và chân chung lại xem xe nịch A, nịch B, nịch C, cửa trầm trở tệ. Hay đối với bà, thì sao mùi khăn ông chùm nóng? Sao mùi như này, one of the student này, chân mùi khăn ông chùm nóng mùi như mệt thử. Tại mùi khăn ông chùm nóng trả này. Hay one of the students, mẹ A mệt thử, để sao sao khi trong down từ lỡ one này sắp chỉ cái one này chẳng bao dương á cái giả sắp này mình thử đi xa sắp chỉ dương singular nè ok anh ấy có khẩu đề chẳng miễn tay chụm lại đi tế để chỉ chụm lại trong trời. Number three, A, is there any proof? B, are there any proof? C, is there any proof? D, are there any out the proof to support the case against James. Bà chẳng dương kịch mơ thả táo chùm lại mùi ná để trầm trừ. Bà chùm lại để trầm trừ cứ ôn chữ dốt. Dốt A. Bà hai đồ với ban chỉ dương chữ dốt dốt A. Đòi xa tái proof này vì chia uncountable noun lại nâng dễ bị bố đồng yên. Bà chân dân trâu prai chỉ mũi is there. Bà chân dân is there any proof to support the case against James? Ta miên hoa tang nà mùi nông cá rư có đầm bay con trô cạng mấy và chăng tình nâng James nè. Bà chân đó tay tiết gật trâu tế. Bà number four,
You have to pay extra if you take two A, much luggages, B, many luggages, C, much luggage, and D, many luggage with you. Ta mùi nà đã chia chùm lại đọc trong trời. Bà, chùm lại đọc trong trời cứ dân vô C. Hai đồng với ban chỉ dân vô C bà. Đôi xa tại luggage ní cứ uncountable nào, dân prai chỉ mùi mạch. Chốt, mình prai chỉ mùi mạch mùi ní. Nhưng mơ là kịch như mình ẻ. Ok. Chân dân prai thà. You have to pay extra. Nhiệt trở tại chùm này bằng thêm. Person bà nè take too much luggage with you. Person bà nè dục và lý chỉ tràn tạm khu nè. Bà. Number 5. A. Do any of the student? B. Does any of the student? C. Do any of the students? D. Does any of the student? Bà. Chùm lại để trong tớ bà. Dân vô mùi nè. Dân vô. À lâu dân tầm mờ đi xin. In your class have tickets in the lecture series. Bà. Chùm lại để trong tớ cứ dân vô. You see bà. Cứ xâm đá ta. Ta mình sẽ nà mùi bà. Xong đào thầy lưu sát chị tràn. Mình sẽ tầm nẻ. Nó bê chè sát chị tràn. Nhưng bà đu bà. Nhưng bà đăng tì bà. Ta mình sẽ nà mùi. Nó không thân nạ rộp bọn nhé. Mình sẽ bọt for the lecture series. Mình sẽ bọt cho rùm. Không ca thuộc bọt ở tế. Mình sẽ ca bằng riêng. Chia lẹp nạ xa thẹp nạ. Để đào thầy lưu này chỉ xác này làm bẹp ta mình xác là mùi ổn chung xác cứ cái dùng đào tình lượng bây buôn phẹp nè rồi gọi đọc nè anh chẳng tên á bà chắc là nó cứ dân dúa xì bà. Number 6. Bob got fired. It's going to be difficult for him to find A. Other, B. Another, C. The other, and D. The another job. Ba, chúm lại để trăm trớ ta ôn chữ rơ rơ dụng mùi nào đấy. A, B, C, or D. Ba, chúm lại để trăm trớ cư dương chữ rơ rơ dụng B. Hai đồ vầy. À lỡ dân tầm mơ tầng ọc này. Bob got fired. Nghĩa đi tha, Bob nâng trọc ban kịch đánh cho lời. It's going to be difficult. Vì nâng bỏ bác. Ở quạt nâng xoay rộp ca nghĩa. Mây mùi kịp. Cái nghĩa đó tây tiệt. Chẳng lẽ những dân pra ở nà đỡ rồi xa nà đỡ cứ dân dễ. Mùi tiệt. Specific ớt, chết lệ ớt, ớt chết lệ. Hay dân thở mà anh tiết cứ mùi ớt. Ớt cho ra bị bây buồn pra mây ớt. Cứ hay dân mới chọp ớt nên ẹ. Cứ nà đỡ chọp ca nghĩa xây mùi tiệt. Chẳng lẽ. Chắc bà dân vô à đỡ. À đỡ thở ớt xa à đỡ dân dễ bí plural. Bà tìa à đỡ dân thở à đỡ chọp lên ớt. Bạn dân tu tớ. À nếu cái đo từ lưu thì họ thà ở dân miền ở quấy mua vậy thì họ dân ở chơi chật về dân chọc bàn áp xe tiền thì họ thà dân miền sắp hư buôn cơ bán vận tái dân à cơ bà thì mỗi dân ở chơi chật này dân chọc bàn à bà pi bày tiền chẳng hết và hai chạy lễ ớt ớt chạy lễ dân ở đang thà dân chưa pi được cơ bày xe tiền thì chẳng hết và chất đi à nữa đi à nữa thì họ thà dương miền sập hơi pi các bà là bà tim mũi dương miền hai bàn tay dương ở chỗ chật dương trong bàn à trong còi à nên là đây dương chỗ chật à trong còi the last of the set nên từ dương trong bàn à nên cái phần đi à được hay specific một à trong còi à mũi để nó sâu là bà hay đi à nà đỡ cứ gần đấy cứ khâu đặt mà bà. Number 7. There A isn't a lot of job. B. Aren't a lot of jobs. C. Isn't a lot of jobs. And D. Aren't a lot of jobs available in his area of specialization. Ba, chúm lại đây trong trời ta dân vô mùi nào đấy. Cứ dân vô. Nghe mình tên. Dược B. Hide away ba. Đời xa job là nó cứ bị plural.
Chẳng dễ tha cứ mình miên ca nghe chỉ tràn cái này nâng đàn nơi sau là available sau là nơi tình nế mình miên ca nghe chỉ tràn đàn nơi sau rồi còn nơi tình nế nơi này ai cái tình nâng area of specialization nâng miên tha nơi này ai cái tình nâng bà chẳng dương pra bì mà để xa ca nghe chỉ tràn hay ca tình nâng cứ ở xong rộng tế bà của tôi này mơ được luôn anh bà. Number 8, he made the soup by mixing và A, little, B, a few, C, a little, or a little, D, a few, mix with some rice. Bà, ta dân chưa răng dục mùi nè. Chứng mơ mít thì uncountable noun. Bà, chất D, hai P cứ khóc đại. Bạn ta ở quay để trăm trớ cứ, bà, cứ si và hát với ban như si à lấy dân từ bờ clear rồi có bây giờ đừng từ học này he made the soup got for soup by mixing miền ru mình chồ á chỉ muối sách nâng bài và chẳng những pra a little rồi sao miền sách tịt tuổi và bỏ little here miền á sân là khăn miền nó miền tích và chẳng miền này tha dân miền sách tịt tuổi đây và chẳng dân vô à mùi nhẹ bỏ little món cứ sân tật miên sạch mà bàn tay ăn từ nấy nên cứ kê sầm đá tha viên miên sạch đai bàn tay mình chờ về tịch tuổi viên mẹ thằng ọt sỏi nè bà chẳng dân vô vô xì bà. Number 9, many of the A, participants in the race do, B, participants in the races does, C, participants in the races does, bà the participant in the race does not expect to win. Ba. Chứng chấm lại để trầm trớ ba. Dương chưa dục mùi nào đấy. Ba. Chứng dương chưa rơi dục. Dục A. Hết với ban chỉ dương chưa rơi dục A. Ba. Vì pru đời xa tái. Many nè. Cứ như vậy bị plural. Chứng participant thơ tại plural. Ba. Hết tại vì plural dân thường mơ đu nè đu nó chỉ plural này bà sân chỉ dân đặt đặt được nấy bà cứ ở tầm trở lên chẳng miên tại ế thì để chia chùm lại là tầm trở many of the participants in the race do not expect to win many ta mệt many ta nè cho luôn chỉ trả ơn được nông ca và cuộc ní mình rộng bưng nông ca chứ nè rộng vua này tì number 10 the English và A has many, B have much, C have many, D has much strong tradition. Ok, ta chấm lại mùi na để trầm trừ và chấm lại để trầm trừ cứ dân vô và dân vô C had away đời xa tại the English ní cứ sầm đau từ lớn mình nữ men sầm đau từ lớp phía xa và sân chỉ dương prai chỉ mùi phía xa nhưng prai chỉ mùi singular verb phần ta anh ấy prai từ lớp mà nữ hai đầu vai ban chỉ dương đăng mà nữ tóm mới dương từ mở này strong tradition nó mini tham mạch cái gì bị prai ni chấn strong lại nếu men prai ta khăng nhá bác cái prai ta tăng rằng rất là tăng tài bà chấn mini tham men prai ni đã tăng rằng bà just the English people là ní sầm đau từ English people chân chết ông lễ have many strong tradition chân chết ông lễ miền propeni đã tăng tàn mà đôi thang chỉ chân kí corrupt bắc giờ là cho miền ca propeni từng niềm từng lọp đó tăng tàn mà ok à lỡ những tờ mơ xin tiết 11. A number of Vietnamese have, B a number of Vietnamese has, C the number of Vietnamese has, D the number of Vietnamese have moved to that city recently. Ba. Ta ôn ôn chưa được dùng chấm lại mùi nè đấy. Ba A B C D. Ba alo nhưng prap á cứ dân chưa được dùng A, hát away bạn, bạn chỉ dân chơi được dục A,
đấy xa ở number of này cứ dương đo từ lỡ chia plural hay viết là miss này cứ plural đài hay rồi vậy dương còn tầm mơ ví dụ mình đa chân chết Việt Nam tầm mình nè cứ chân chết Việt Nam tràn plural chẳng nó về đây sắp chết nhẹ a number of Vietnamese vì chỉ plural chẳng cái giả sắp viết thầm ca plural đài chỉ hẹp bây giờ mơ a number of Vietnamese hay ní cứ khâu bạn ok chẳng bây chứ mình vô the number of viết tha prai the number of nhưng chỉ singular nhưng prai chỉ mùi singular nào nên chẳng bằng ta à lại ní Vietnamese ní plural ba chẳng bà plural nhưng prai a number of mình nè a number of Vietnamese have moved to that city recently mình thầm mạch mình tha chân chết Việt Nam thì chẳng bán lạc đồ từ rô nơ tì krong nút recently thầm mấy đi ba. Và number 12 each of the reference books on that list is B books on the list are C books on that list is D book on that list are available in the school library ba ta mùi nà để chia chùm lại để trăm trời chùm lại để trăm trời cứ nhân vô A hát vậy đời xa tại each of the reference books mình tha sư ai cái xa dông thì mùi mùi chứ sư phơ ai cái xa dông tra lắm tra lắm bật tay mùi 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 bà mùi 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 chẳng nâu 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 mình chi ní cứ is bà is ní cứ miễn xâm đáo từ lỡ reference book nâng tì sư phơ ai cái xa dông tì viết xâm đáo từ lỡ each mùi mùi chẳng cái dễ bị mùi mùi each every chẳng cứ đau từ lỡ cứ singular chẳng biết đâu cá cái giả sắp singular này và hai ví dụ đầu tiên tiếp cứ ở trong trường available in the school library chẳng biết đấy thằng mày suppose ai cái sai vô thì mùi mũi cứ miên nơi tình nể cứ miên nơi sót nữ ban lại sờ là và number 13 several A of lions were, B lion was, C of lions were, D lions were sleeping under the tree. Ba, ta chum lai mui na de tram trâu ba. Chum lai de tram trâu cứ ba, D ba, hai đối với ban D, nhưng mà several, several cứ dùng prai chmui plural. Several lions were sleeping under the tree. Cái này thầm mấy mình đi tha tao chỉ chán và cùng phong tịch đề cọm đàm chờ number 14 many of the A railroad tracks around here are B railroad tracks around here is C railroad tracks around here is D railroad tracks around here are not used today they are remnants of the past. Bà ta dân cho ra vô chùm lại mùi nè. Bà chùm lại để trăm trái cứ dân vô A. Hai đồ với ban chỉ dân vô A. Đời xa này cái prai tha railroad tracks nè. Cứ prai tha plow rồi tiếp lưng. Chẳng plow rồi tiếp lưng thì chẳng. Nói chung với ní cứ mình trâu bà pra sọc thẳng hình tìm. Cứ cái ạch prai railroad tracks bài bí tế khi ạch bà phát trông ạch bài bí tế cứ dùng bà railroad tracks tầm đòn bà chẳng B, C, D cứ khóc bà chúng lại đại trăm trớ cứ A many of the railroad tracks around here are not used today they are remnants of the past mình đi tha lâu rồi tếp lương chỉ tràn nơi chung quanh tình ní mình trâu bàn pra sắp ngày y tế bộ kê cứ chỉ xâm nói rồi cơ chứ ca bằng xóa tốt ca phía tây 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 15. As we walk through the jungle, the unusually quiet monkeys were D monkeys were bà nếu cứ dương khơi hai chùm lại cứ A bà hai đồ ấy ban chỉ A bà đời xa tái dương ọt miên lục quái thêm ai ý ế tế nó bê plural đời xa tế quái nếu vi chuông chỉ mùi sạch ok
bà chẳng những tham tại ai thì bà cái mớ monkeys were bà rồi sao tên monkey plural hay cái giả sắp thật cả plural đàn chẳng những prai thì máu as we walked through the jungle as này lại nít prai được vần chẳng nó bê đè dừng đào cho lòng cả pre crack mất rồi còn pre strong chẳng tới the monkeys were bà sắc xóa vừa ấy kế unusually bà mình thoa mà đà được cực quiet quiet mình đi thầm mấy the monkeys were unusually quiet cứ mình đi thầm mấy the monkeys were unusually quiet mình đi thầm xóa nó cứ mình nghiêm ngặt tệ mình đi thầm xóa nó cứ lô la xóa nó rồi nhé rồi nhảy mình tên ok bà 16 at the news conference several reporters didn't get clear answer to A. Theirs, B. Their, C. His and hers, D. His and her. So which one is the answer? Bà ta mùi na đã chia chùm lại trong trời bà. Chùm lại để trong trời cư dân pra bà. Pra B bà their, had a way. Đói xa tài. At the news conference, no sonny sat sa por mien, several reporters, meaning sa por mien mui chung nuon, did that get clear answer, mật ban tu tu liu chung lai đó, bà lo, to tu ake, to their question, meaning tớ sum nuo bà ku ke. Dear nâng sum tao tớ lơ, vay bà, dear nâng cứ sum tao tớ lơ, nè, several reporter nè, anh ấy pronoun nè, cứ sum tao tớ lơ noun nè. Number 17. I have a 7 years old, B 7 years old, C 7 year old, and D 7 years old sister. Bà chấm lái mũi na để trầm trở bà. Chấm lái để trầm trở cứ à cứ C hai đầu với bà. Rồi sa ta dương trong số C bị dục nấy cứ lẽ cái nạn tha được chỉ adjective chứ. Bê vi chỉ là cái adjective bà dương on time ai thì bà. Nhưng mà I have a 7 years old sister. Nhóm miến on say ở dụng bảy năm mà nè. Đặt ai bạn nè từ thì hai nó bê đấy nè. Mong ôn chăm nó bê đặt đặt bạn nè cứ cái on time ai thì bà. Hai clear này đi vi chỉ adjective để modify our sister này nè. Ok, number 18 bà. There is many new computer companies. B is many new computer companies. C are many new computers companies. D are many new computer companies in the world today. Bà, chúm lại để trăm trăm mùi nào bà cũng. Cứ bà. Cứ đi hết rồi vậy bà. Đôi xa ta thì mở computer companies. Mình thấy trong hôn computer thamay chỉ tràn. Su tha mạch, su tha kịp đo từ lỡ computer rồi cả company. À chỉ tràn nữa. Cứ company. Chẳng sử đo từ lỡ trong hôn computer chỉ tràn bà. Chẳng dân pra tha miễn trong hôn computer thamay chỉ tràn. Nếu có nông bị phục lộ sắp ngày này. Bà 19. Self-esteem is important. It's important for people to like A. oneself, B. yourself, C. him or herself, D. themselves. Bà self-esteem pra thầm mạch đấy bà. Self-esteem nhưng pra thà miên chùm nữ lực luôn ai bà. Chẳng ca đầy miên chùm nữ lực luôn ai cứ miên sẵn sẵn khẳng. It's important for people to like. Vì miền sẽ rất khăn. Ôi nữ. Ôi kế. To like đấm. Đấm sạp ở chỗ chất khuôn anh. Chắc đấm sạp nữa ngờ. Xem nào từ lớp people này. Ok. Chắc reflexive nào nè. Cứ xem nào từ lớp non people này. Và 20. Và what A is the criteria, B are the criteria, C are the criterion, D are the criterions,
you use in picking a winner in the art contest. Ba ta mui na de chi chumlai da tram trơ ba. Chumlai da tram trơ kư B. Ba hat vai ban chi B chi chumlai da tram trơ. Doi sa tae criteria kle ni vi chi plural. Bo chi singular jeung pra criteria. Hai chi tu tơ jeung mon pra criteria tae mui e chăng pe chran jeung ai tha criteria. Da pe mui jeung ai tha criteria. Ba. Chăng criteria chi e ke? Chi bot than chi standard ai mui ba. Xem rạc về đầm lại em mùi bà. Chẳng những bài thật, what are the criteria ta ở với đà chì meet the time được cái standard you use đà nẹ prap in picking a winner nông ca chơ rơ rơ nẹ chân nè hồng won in the art contest nông ca prap quốc xa lập bạc. Ok, so thank you so much for watching this video, and I believe that this video will be useful for all of you, and thank you.